Xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, tử vi học đã nói, mỗi con giáp sinh ra mang lại trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ từ nhỏ đã phú quý, làm gì cũng đại cát đại lợi, nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận mới giàu lên. Trong năm 2021 sắp đến, chắc hẳn quý anh chị đang tò mò về vận trình của mình trong năm mới sẽ chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học dự đoán có vận may trúng số sau Tết âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Trước khi đi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của kênh Phong Thủy Gia Cát. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Tử vi năm 2021 tuổi Bính Dần sinh năm 1986 sẽ có nguồn tài lộc tương đối ổn định do ảnh hưởng hạn chế của năm Tân Sửu. Nếu có sự cố xảy ra thì bạn chủ yếu được gây ra bởi các ngôi sao không may mắn. Vận may ổn định sẽ chủ yếu xuất hiện trong sự nghiệp và bạn có thể dễ dàng thăng chức lên quản lý về những thành tích nổi bật trong công việc. Nhưng xét về sự may mắn cho tài lộc thì sẽ có rất nhiều có thể bị mất tiền do những ngôi sao không may mắn. Tuổi Bính Dần 1986 trong nửa đầu năm 2021 có vận trình dần dần thăng tiến. Sự nghiệp có quý nhân trợ mệnh nên chỉ cần bản mệnh tập trung toàn sức vào công việc thì hoàn toàn có thể có được cơ hội phát triển bản thân cực kỳ tốt. Song nếu như mệnh chủ mà lơ là trong công việc, lười biếng không muốn làm gì, cũng không chủ động nắm bắt cơ hội trong công việc, lại giữ cho mình thái độ kiêu căng, tự cao, không thích nghe lời người khác góp ý, thì dù có quý nhân tài mệnh cũng chẳng thể giúp cho sự nghiệp hanh thông thuận lợi. Năm 2021, mệnh chủ sẽ phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế do ngũ hành của thái tuế là Sửu âm thổ xung phá với Dần dương mộc, nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép, hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bể nắm bắt. Sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Tân Sửu, tuế can Tân Kim lộ xuất chính quan, thái tuế Sửu âm thổ gặp chính tài tinh. Sửu âm thổ và Dần dương mộc xung đột mạnh, về phía phần vận khí thì sẽ đẩy nhiều khó khăn về những chú hổ. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng đến mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Vận trình tình cảm của bản mệnh trong năm khá tốt, người độc thân thì sớm tìm được một nửa hoàn hảo cho mình, song cần phải chú ý biết cách kiểm soát cảm xúc. Đừng hấp tấp nóng vội quá mà khiến cho đối phương hoảng sợ. Chỉ cần nắm vững nhịp độ tiến lên từng bước thì cuối năm chắc chắn sẽ còn không cô đơn một mình. Người có đôi thì cần phải tránh tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia, nên học cách bao dung, cảm thông cho lỗi lầm của đối phương, đừng căng thẳng quá gay gắt. Thi thoảng hãy tạo cho người ấy bất ngờ nho nhỏ để hâm nóng lại tình yêu đôi lứa, giúp cho tình yêu và hôn nhân càng ngày vượng sắc. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh bát bảo tâm kinh. Dự đoán tử vi của tuổi Bính Dần sinh năm 1986 vào năm Tân Sửu. Năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thường thổ được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ hai trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành là bích thường thổ, hỏa thổ tương sinh, khiến cho thổ khí quá vượng, vậy nên gia chủ dễ mắc phải các bệnh liên quan đến đường hô hấp, nhất là những biện pháp liên quan tới mũi. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986, trong năm 2021 này thì vận trình nửa đầu năm khá là ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương thăng chức thì nên học hỏi bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình, đồng thời nhanh tay nắm bắt cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn.
vào năm nay thì dễ cùng với người phát sinh miệng lưỡi thị phi, đề phòng bị liên lụy và mưu toan, cẩn thận mất tiền bên ngoài. Năm nay có thể tham gia nhiều cuộc gặp gỡ bạn bè cũ, gắn kết tình cảm, tăng thêm tình nghĩa. Nam mệnh 36 tuổi, năm nay gặp Mộc Đức chiếu mệnh, cẩn thận về các bệnh liên quan về gan, mắt, chú ý điều chỉnh tâm trạng. Nữ mệnh 36 tuổi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, cẩn thận các bệnh về miệng nhưng cũng cần phải giảm thiểu tối đa các hoạt động trên nước. Về chuyện tình cảm thì năm nay bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Tóm lại, kiến nghị mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có thể nhân lúc vận mệnh của mình còn chưa xuống dốc, bổ túc học tập, nâng cao công việc liên quan, tăng cường sức cạnh tranh của bản thân, có lợi cho việc phát triển lên cao của sự nghiệp sau này. Và chuẩn bị kỹ càng chống lại những sóng gió trong năm tuổi của mình, đó là năm 2022, năm Nhâm Dần. Trong quá trình kinh doanh đầu tư thì chú ý tránh xa mạo hiểm để giảm bớt tổn thất tiền bạc. Về mặt cuộc sống, thích hợp giảm bớt áp lực, rèn luyện bản thân. Đồng thời, người đang yêu hoặc là đã kết hôn thì cần nắm chắc cơ hội tốt này, tranh thủ biến người giàu có trở thành người nhà. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, vòng tam hợp quý nhân, theo tuổi của mình, Dần, Ngọ, Tuất. Sự nghiệp của tuổi Bính Dần sinh năm 1986 vào năm Tân Sửu được ban phúc bởi những ngôi sao tốt lành, sự nghiệp sẽ ít bị ảnh hưởng nhất bởi năm Tân Sửu 2021. Tuy nhiên thì những ngôi sao bất khả xâm phạm và không sự tương hợp của năm sẽ mang đến một số khó chịu và vấn đề cho Bính Dần 1986. Đặc biệt, nếu bạn là một công nhân ở nơi làm việc, thực hiện công việc sẽ gặp nhiều trở ngại và dễ mắc sai lầm nghiêm trọng trong công việc. Miễn là bạn có thể chịu được áp lực, tuy nhiên thì tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết và vẫn có thể đạt được kết quả tốt vào cuối năm nay. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Bính Dần 1986 vào năm 2021, Tân Kim, Lậu Xuất chính quan, Thái Tuế Sửu Thổ, tọa tại Thiên Tài. Đây là điểm báo trong năm, bản mệnh sẽ đạt được nhiều bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Thái Tuế Thiên Tài là ngôi sao phù trợ cho đường học hành sự nghiệp của tuổi Bính Dần 1986. Quan ấn tương sinh, chủ về cho học hành thi cử, lấy bằng cấp chứng chỉ xin việc chuyển việc cũng sẽ được như ý, khả năng thăng quan tiến chức rất lớn. Cơ hội đến không ít, nhưng do Thái Tuế mang đào hoa nên có thể sẽ bị cảm xúc dẫn dắt mà đưa ra một số quyết định sai lầm. Bản mệnh có thể bị yêu cầu phải hoàn thành được quy tắc này kia mới có thể đạt được mục tiêu. Cũng có thể chính bản mệnh đủ lợi dụng những quy tắc có kẽ hở kia để giúp mình thăng tiến nhanh hơn, đạt được thành công như ý nguyện. Bạn có thể hành sự chót lọt lúc đó, nhưng về lâu dài thì để lại hậu quả khôn lường, không thể nào biết được. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của tổ chức, tuân thủ quy định pháp luật đề ra được bình an. Đồng thời, luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để chiêu mời cát khí của quý thần, từ đó giúp công việc hanh thông, tài lộc vượng tiến, bền vững. Tài lộc của tuổi Bính Dần sinh năm 1986 vào năm Tân Sửu. Ở khía cạnh thu nhập tiền lương, hiệu suất tuyệt vời trong công việc sẽ mang lại cơ hội thăng tiến, nhưng cũng gia tăng thu nhập. Bị ảnh hưởng bởi các ngôi sao không may mắn, có thể bạn sẽ bị lừa trong một số công việc hoặc đầu tư bán thời gian, do đó không nhận được tiền lãi và thậm chí là mất vốn đầu tư. Do đó, bạn phải giữ bình tĩnh, tránh mua những thứ không cần thiết vào năm 2021. Xem vận trình tài lộc của tuổi Bính Dần 1986, Thái Tuế Sửu Thổ còn là sao trợ về tài lộc. Trong năm này, bản mệnh có tài vận không tồi, dễ có sự thăng tiến về lương thưởng, các mức đãi ngộ cũng có nhiều cải thiện, được hỗ trợ thêm về chính sách. Mệnh chủ dễ gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường. Quý nhân ở đây là nữ mệnh, khả năng cao là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà. Nhờ sự hỗ trợ của quý nhân và tuổi Bính Dần 1986 sẽ đạt được những bước tiến không nhỏ trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Song cũng có thể mệnh chủ có thêm thu nhập phụ từ chính công việc của mình khi mà vị trí bạn đang nắm giữ được hưởng thêm hoa hồng từ nhiều phía.
Tuy nhiên thì tiền cũng ẩn chứa không ít hậu họa phía sau, nếu không thể an tâm thì nên tìm cách để từ chối khéo léo là hơn. Bản thân bạn phải chú ý và cân nhắc để tránh cho phát tài hôm trước, hôm sau họa ập tới. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy kỵ tà trợ mệnh, bát bảo tâm kinh để hóa giải. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 và năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý trong tháng Bính Thân, dương lịch từ ngày 8 tháng 8 cho đến ngày 6 tháng 9, tức từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 7 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào các tháng này thì gia chủ hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đầu ập đến. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến cả những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 thì không nên tiến hành những công việc đại sự quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tình duyên của tuổi Bính Dần sinh năm 1986 vào năm Tân Sửu. Trong năm 2021, tình yêu và mối quan hệ có thể bị bao vây bởi mọi phía đối với tuổi Bính Dần 1986. Phương diện tình cảm gia đình khi gặp hồng loan tinh và đào hoa tinh chiếu mệnh cần phải gặp chính duyên đào hoa. Lưu niên gặp hồng loan cũng có ý nghĩa cho một năm tình duyên tốt đẹp, sẽ gặp được người như ý. Có hồng loan nhập lưu niên nên sẽ gặp được nhân duyên tốt. Những mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 đã yên bề gia thất thì do bị ảnh hưởng của thái tuế, khi mà kết hợp với đào hoa tinh sẽ dẫn đến đào hoa sát, tình cảm vợ chồng lục đục không hòa hợp, cần phải tránh những mối quan hệ ngoài luồng, không chính đáng, nhẹ thì làm rạn nứt tình cảm vợ chồng, nặng thì sẽ chia ly tình cảm. Hoặc vốn dĩ muốn đối phương tốt nhưng do cách nói chuyện nên dễ làm cho đối phương hiểu nhầm. Khi hai bên giao tiếp, cần phải giữ được bình tĩnh, cố gắng giữ hòa khí, giải quyết triệt để vấn đề. Ngoài ra thì những ngôi sao xấu không thể tránh khỏi, có thể gây ra điều gì đó tồi tệ cho mối quan hệ của bạn bất cứ lúc nào. Nếu còn độc thân thì sẽ khó gặp được người phù hợp để kết hôn hoặc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm ngay cả khi có nhiều người khác giới xung quanh. Đối với người đã có gia đình, bạn có thể dễ dàng đặt mình vào tình huống khó xử do không thể chống lại sự cám dỗ bên ngoài. Trong năm nay, hãy luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân, vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn sức khỏe cho mình. Về sức khỏe của tuổi Bính Dần sinh năm 1986 vào năm Tân Sửu. Năm Tân Sửu này, sức khỏe của mệnh chủ tuổi Bính Dần cho thấy chịu ảnh hưởng của cục diện thái tuế nên không được tốt cho lắm. Bệnh tật luôn rình rập để bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là bệnh về gan thận, tim mạch do phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống. Mệnh chủ còn có thể mắc bệnh về khớp nếu môi trường sống là nơi âm u, ẩm ướt hoặc trước đó sinh hoạt lâu ngày trong môi trường ấy. Tới năm 2021 này sẽ phát bệnh, thậm chí còn phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa. Tuổi Bính Dần 1986 nên lưu ý hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm bởi bạn dễ bị thương vì những nguy hiểm tiềm ẩn phía sau. Nên tránh uống quá nhiều rượu bia, bạn có thể sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nếu không biết quý trọng bản thân mình. Bị ảnh hưởng bởi những ngôi sao không may mắn, những người sinh năm 1986 sẽ có sức khỏe kém, ngôi sao xấu về sức khỏe, có thể dự đoán sự xuất hiện của bệnh và tái phát bệnh, đặc biệt là nếu mắc một căn bệnh cũ vì nó sẽ dễ tái phát trong năm nay. Sao xấu của năm có thể làm tình hình tồi tệ hơn và khiến cho bạn nằm liệt giường với một căn bệnh kéo dài. Do đó sẽ rất quan trọng để ngăn ngừa và kiểm soát bệnh kịp thời. Nếu bạn thường xuyên lái xe thì nên treo một chiếc gương trang trí, gương chiếu hậu để may mắn và lái xe an toàn vào năm 2021. Cần sử dụng thêm vật phẩm phong thủy kỵ tà tránh gió, bát bảo tâm kinh để tăng cường sức khỏe, giúp tâm trí bình an nhờ có chú bát nhã tâm kinh và tăng cường tài lộc bền vững cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Bính Dần Nam mạng, sao Mộc Đức chiếu mạng,
Người mà có sao Mộc Đức thì được kết tinh như sao Thái Âm, việc làm ăn phát đạt thuận lợi, vì thế mà việc dựng vợ gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện đều được hanh thông, đặc biệt đó là vào tháng 10 và tháng 12 sẽ rất tốt bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai. Tuy nhiên thì nam giới thì hay bị đau mắt, còn nữ giới hay bị đau máu huyết. Mệnh chủ tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 nam mạng vào năm Tân Sửu, gặp hạn Huỳnh Tuyền. Người có hạn Huỳnh Tuyền sẽ luôn gặp vấn đề về sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, dây sầm, kinh doanh thì kỵ đường thủy. Để vẹn toàn, không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt là không được bảo chứng cho bất cứ ai, vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Bính Dần 1986 nữ mạng, sao Thủy Diệu chiếu mạng. Sao Thủy Diệu chủ về tai lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nếu không sẽ có tranh cãi lời tiếng thị phi đàm tiếu. Sao Thủy Diệu thì không giống với sao Thổ Tú, kỵ nhất là vào tháng 4 và tháng 8. Những người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh thường kỵ vào tháng 4, tháng 8. Nhưng nếu xét kỹ thì người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh có kiết có cả hung. Đối với nam giới thì việc làm ăn sẽ được thuận lợi hơn là nữ giới. Nữ thì chú ý khỏi dính vào thị phi. Mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nữ mạng sẽ gặp phải hạn toán tận. Hạn toán tận thì trong năm này sẽ bị mất tiền bạc của cải, không dự tính trước được, tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ. Trong đó thì có hai nguy cơ cao nhất, đó là bị cướp bóc, thứ hai là chung vốn làm ăn, cùng nhau đi khai thác lâm sản và gặp tai nạn bất ngờ, thiệt hại lớn về tiền của. Hạn toán tận thì rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột bất khả kháng, cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu với người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Cuộc đời tuổi Bính Dần thường có nhiều ưu tư, sầu muộn, dường như là cuộc sống không có khái niệm an toàn về tư tưởng, luôn ở trong trạng thái lo toan, suy nghĩ. Tuy nhiên thì bù lại, cuộc sống vật chất của họ khá đầy đủ, không phải sống trong cảnh nghèo khó thiếu thốn. Trong đời, thường hay bị người khác lợi dụng, thêm vào đó thì lại dễ mủi lòng và có tính thương người, nên khi gặp những kẻ khó khăn, yếu kém, thường hay ra tay giúp đỡ. Tình duyên của nam nhân tuổi Bính Dần thì không hề thuôn sẻ, thường chịu nhiều cảnh trái ngang và thay đổi trong chuyện tình cảm. Những khổ não mà họ gặp phải trong cuộc đời đa số cũng xuất phát từ tình duyên. Có thể nói rằng, từ năm 20 tuổi trở đi, họ bắt đầu có nhiều phiền não hơn với các tuổi khác. Phải đến gần 30 tuổi thì hạnh phúc mới đến với họ. Nếu tuổi Bính Dần sinh vào tháng 2, 3, 9 âm lịch, trong cuộc sống sẽ có nhiều lần tình duyên thay đổi. Vận tình duyên sẽ có 2 lần thay đổi nếu sinh vào tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch. Chỉ có những người sinh vào tháng 1, 5 và 12 âm lịch, cuộc sống lương duyên mới được yên ổn và hạnh phúc, không chịu sự thay đổi và chi phối nào. Gia đạo ngay từ tuổi nhỏ thì đã phải chịu đựng nhiều cảnh rối rắm, cuộc sống vì thế mà cũng gặp những chuyện phiền lòng. Sự êm ấm mỉm cười với bạn ở tuổi 30 trở lên, tuy nhiên thì phải cố gắng nỗ lực để giữ gìn thì mới được bình yên. Công danh của cuộc đời bạn thì sẽ không có nhiều thành công to lớn, tất cả chỉ dừng lại ở hạn mức trung bình mà thôi. Vì thế, đừng nên đặt và hy vọng quá nhiều về vấn đề này, vì cái gì cũng có giá của nó. Thay vì cứ hao tâm tổn sức chuyện bên ngoài, hãy cố gắng sắp đặt và xử lý ổn thỏa những việc trong gia đình để tránh được sự đổ vỡ. Vận tiền tài của bạn cũng không được ổn định, có thể có khái quát như sau. Tiền bạn có thể kiếm được nhiều nhưng cũng sẽ không ở lâu trong túi, chỉ từ 40 tuổi trở đi thì mới có thể quản lý tốt tiền bạc của mình. Từ 26 đến 30 tuổi, đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bạn. Gia đình êm ấm, hạnh phúc, con cái đều được như ý. Nếu đã có gia đình thì tiền bạc tài lộc vào như nước. Bạn nên lợi dụng những năm tốt nhất này của đời bạn để xây dựng sự nghiệp, vì đây là những năm của bạn, không hề có sự thất bại hoặc buồn phiền. Từ 31 đến 35 tuổi, cuộc đời con người ta như nước thủy triều, vì vậy có khi lên cũng có khi phải xuống, và đây là những năm xuống của cuộc đời bạn, vì trong suốt khoảng thời gian này nhất định bạn sẽ bị lừa gạt, hao tài tốn của, hoặc sẽ bị đau bệnh liên miên, làm ăn thất bại, việc gì tính cũng không thành. Tuy nhiên thì về bổn mạng, nhờ có quý nhân phù trợ nên vẫn được vững vàng.
từ 36 đến 40 tuổi. Khoảng thời gian này yên tĩnh, tài lộc trung bình, tuy nhiên sẽ có một vài sự sôi nổi về vấn đề tình cảm. Coi chừng, đề phòng, bạn có thể bị một phút yếu lòng nào đó mà làm cho hạnh phúc gia đình của bạn bị sứt mẻ hoặc sụp đổ bất ngờ. Từ 41 cho đến 45 tuổi, năm 41 tuổi có thể phát triển về vấn đề tài lộc, tình cảm cũng vượng phát. Về vấn đề con cháu trong gia tộc đều phát triển lên tột độ, có thăng quan tiến bước hay là nhiều tài lộc. Năm 42 và 43 tuổi đầy lẫy hạnh phúc, phát vượng tài lộc và tình cảm. Năm 44 và 45 tuổi yên tĩnh, trong thời gian này tài lộc chỉ bình thường, có bệnh tật, gia đình hạnh phúc, yên vui. Từ 46 cho đến 50 tuổi có thay đổi về chuyện làm ăn trong gia đạo, người đi xa, rời bỏ gia đình, làm ăn vẫn còn ở mức độ trung bình, có thể có một thành công nhỏ. Năm 47 và 48 tuổi thì đề phòng trong gia đình có người đau nặng, làm ăn có phần ngưng trệ. Năm 49 và 50 tuổi, gia đình yên vui, con cháu sum vầy, nhưng bản thân cá nhân thì có nhiều yếu kém, có hao tài vào những năm này. Từ 51 đến 60 tuổi, khoảng thời gian này không thay đổi lắm, tiền bạc vẫn bình thường, hao tài tốn của, bệnh tật, cẩn thận những năm này rất nguy hiểm cho cuộc đời bạn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi, đội ngũ trợ lý của Tài Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.